Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như cá chép hóa rồng, gặp hung hóa cát, vượng vận quý nhân, vận may ập đến, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, bất ngờ trúng số giàu to, đổi đời như ý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Thần tài trả ơn báo mộng trúng lớn, tuổi Mậu Tuất sinh 1958, đúng tháng 5 âm lịch 2024, phát tài cực mạnh, tiền của xung xuê đổ về như thác lũ, đổi đời giàu nhanh chóng mặt. Quý khán giả thân mến, trong những kiểu bói toán, khoa tử vi thường được coi là một trong những kiểu bói toán có tính chính xác cao. Được nhiều người tín nhiệm, tử vi giúp chúng ta đoán số mệnh tương lai, họa, phúc, để từ đó có thể tính toán con đường riêng cho mình thêm phần vững chắc. Và trong video ngày hôm nay, ban biên tập chương trình sẽ luận giải về tử vi tháng 5 âm lịch 2024 cho tuổi Mậu Tuất sinh 1958, nhằm giúp bản mệnh tuổi Mậu Tuất biết được những may mắn vận hạn mà mình sẽ gặp phải trong tháng. Cụ thể tháng này cuộc sống của quý bản mệnh sẽ như thế nào? Xin mời hãy lắng nghe luận giải dưới đây. Trước khi đến với phần luận giải nội dung chi tiết, ta hãy điểm nhanh qua đặc điểm tính cách của người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 có đặc điểm gì nổi bật ngay sau đây. Trong 12 con giáp tuổi Mậu Tuất là biểu tượng cho con chó, sinh vật thứ 11 trong hệ tử vi, tuổi Mậu Tuất có thiên can Mậu, dương thổ địa chi Tuất, dương thổ can và chi cùng hành thổ. Quan hệ tương hợp này giúp cho bản mệnh là những người có thực lực hơn người, cuộc đời gặp nhiều may mắn, ít trắc trở. Nếu sinh vào mùa đông xuân và các tháng giao mùa là hợp mùa sinh, vận trình cuộc đời nhàn hạ, sung túc, ấm no, phần lớn Mậu Tuất sống sớm xa gia đình. Mậu Tuất rất tinh tế, có khả năng cảm thụ và năng lực nghệ thuật, họ là những người duy mỹ, thích cầu kỳ, trau chuốt tỉ mỉ và kỹ lưỡng trong cuộc sống. Mậu Tuất không phải kẻ tham lam, họ có tinh thần tập thể cao, thích các hoạt động xã hội nhưng lòng hay lo nghĩ, tâm trạng ít khi được nhàn nhã. Nhìn chung, tuổi Mậu Tuất là những người sống ngay thẳng, thật thà, trong bất cứ công việc gì, họ sẽ luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên hết, không bao giờ vì tiền tài, vật chất, địa vị mà đánh mất phẩm giá của con người mình. Trong các mối quan hệ, người tuổi Mậu Tuất thường được mọi người yêu mến, kính trọng bởi họ luôn có cách giải quyết thông minh, thấu tình đạt lý trong mọi tình huống. Tuy luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người nhưng thực chất, Mậu Tuất thường sống rất cẩn thận, không dễ dàng đặt niềm tin vào bất kỳ ai. Tuổi Mậu Tuất thường là những người rất tốt bụng, họ luôn nghĩ cho người khác hơn là nghĩ cho bản thân, họ thẳng thắn và vị tha, sẵn sàng bao dung cho những sai lầm của người khác, nhưng họ lại rất cẩn trọng với những sai lầm của chính mình. Tuổi Mậu Tuất không chú trọng về chuyện tiền bạc, nhưng họ lại rất quan trọng chuyện đi kiếm tiền, họ trung trực, ngay thẳng và thẳng thắn, nên trong các quan hệ xã hội, họ có thể gặp những chuyện không hay. Họ không phải là người theo chủ nghĩa thực dụng, vật chất, họ luôn dung hòa được hai sự việc, sự vật mâu thuẫn, đôi khi ở khía cạnh tiêu cực. Tuổi Mậu Tuất là những người khá bảo thủ, hay cả thẹn, hay nhúng mũi vào chuyện của người khác. Chính vì sự giỏi giang và thấu hiểu mọi sự mà họ có những lúc bảo thủ và không nghe ai nói. Những khi có việc xảy ra cùng cả nhóm, tuổi Mậu Tuất sẽ đứng ra chịu trách nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ như một trưởng nhóm thực sự được giao việc. Khi có việc xung đột, mâu thuẫn, họ thường có thái độ muốn giải quyết vấn đề chứ không hận thù. Họ cũng là người khá đa nghi, nhưng sẽ không tùy ý phê phán mà không có căn cứ vững chắc. Tuổi Mậu Tuất thường độc đáo, mang một phong cách riêng, người ngoài thường rất khâm phục cách nghĩ và cách hành động quân tử của họ. Bản thân tuổi Mậu Tuất ưa tác phong thanh lịch, nhẹ nhàng, lối hành xử thô bỉ đối với họ thì chắc chắn họ sẽ không làm việc với những người có tác phong này và cũng thường không gần gũi. Không chỉ ý thức về bản thân, mà Mậu Tuất cũng là những người rất nghĩa khí, trọng sự công bằng, lẽ phải, chân lý trong cuộc sống. Họ luôn biết cách cư xử và có mối quan hệ chan hòa với mọi người. Tuổi Mậu Tuất có tuổi trẻ khá vất vả, đều thành công từ hai bàn tay trắng. Bởi thế, họ luôn trân trọng những thứ mình đang nắm giữ,
Dù việc lớn hay việc nhỏ gì, họ cũng cố gắng hoàn thành để đạt những thành tựu nhất định cho bản thân. Họ không chê bai ít hay nhiều, bản thân họ biết mình đang đứng ở vị trí nào trong xã hội. Do đó, mọi việc làm của họ đều thuận thành và suôn sẻ, có thể nói rằng họ là người luôn đặt mục tiêu rõ ràng. Trước khi làm việc, đều có kế hoạch rõ ràng, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cũng do đó mà con đường sự nghiệp gặt hái vô số thành công, mọi việc làm của họ đều có sự tính toán từ trước. Phần thắng nắm chắc trong tay thì họ mới tiến hành, bởi thế, khả năng thất bại của họ dường như không có, nếu có cũng từ tiểu nhân ganh ghét mà ra, cần chú ý cẩn thận nhé. Tuổi Mậu Tuất số không được cậy nhờ, thân độc, sống chủ yếu tự thân vận động lập nghiệp, người này cần chú ý khi hợp tác làm ăn, vì dễ bị phản phúc, lừa gạt, cuộc đời thường cô quạnh, của cải làm ra thường khó giữ được, cần chú ý. Tuy nhiên về hậu vận lại an nhàn, ấm no vì họ có nghề nghiệp ổn định, không phải lông bông. Họ là người có học, tuy nhiên khó vào, song họ vẫn là người sáng suốt, tính toán cơ mưu khi gặp việc khó khăn. Người tuổi Mậu Tuất rất thành thật và khiêm tốn, họ nổi bật với lòng trung thành, tính thụ động và khá thực tế, có số phận an nhàn, luôn thuận buồm xuôi gió. Nhưng sách ghi chép vận mệnh những người tuổi Mậu Tuất mang cung mệnh đại gia lại cho thấy phần lớn họ mang mệnh phú quý, đều mang tính tình cứng cõi, quyết đoán, lòng đầy tự hào, khinh thế ngạo vật, đôi khi tự cao tự đại, có sự độc lập một cách đáng kinh ngạc. Họ có tố chất làm một thủ lĩnh đầu đàn để quán xuyến tất cả mọi việc, tuy nhiên họ lại làm việc trong tâm thế khá nóng nảy, lỗ mãng lại đa nghi, nên dễ tuân theo cảm xúc mà đưa ra quyết định sai lầm, gây hối tiếc về sau. Đây chính là điểm yếu khiến họ gặp nhiều thất bại trong tiền vận, mà mãi đến trung vận mới có thể nhận ra. Có một số tuổi nhận ra sớm nhờ được quý nhân chỉ giáo, có thể giàu sang ngay trước ngưỡng tuổi tứ tuần. Tổng quan vận trình tử vi tháng 5 âm lịch 2024, tuổi Mậu Tuất sinh 1958. Xem tử vi thấy rằng, người tuổi Mậu Tuất thường xuyên đa sầu, đa cảm, buồn phiền, mệt mỏi trong tháng này. Do đó, dù không mắc phải bệnh tật trầm trọng, nhưng bản mệnh cũng dễ vướng phải những căn bệnh vặt vãnh, khiến con giáp này không có sức lực, không đủ sự tập trung để làm việc. Vì thế, bên cạnh việc sinh hoạt điều độ trong việc tham gia thể dục, thể thao, bạn còn cần phải thay đổi cách nghĩ, cách nhìn nhận vấn đề của mình cho tích cực hơn. Chỉ cần bạn lạc quan với hoàn cảnh hiện tại của mình, thì mọi phương diện cuộc sống sẽ đều có dấu hiệu cải thiện. Có thể thấy rằng, vận trình tình duyên của người tuổi Mậu Tuất cũng ít có điểm sáng, dưới tác động của cục diện ngũ hành tương khắc. Bạn phải đối diện với nhiều vấn đề mà không nhanh chóng giải quyết thì sẽ để lại hậu quả đáng buồn. Với các cặp vợ chồng, quan hệ giữa bạn và người ấy đang ngày một xa cách, tất cả là do hai người đều đang đặt cái tôi cá nhân lên quá cao, đồng thời lại bỏ ngoài tai lời của người còn lại. Có thể những vấn đề hai người đang mâu thuẫn không có ai hoàn toàn đúng hoặc hoàn toàn sai. Tất cả chỉ là do những khác biệt trong quan điểm mà thôi. Để nhanh chóng khắc phục vấn đề này, bạn và người ấy nên chủ động xuống nước để có thể trò chuyện cùng nhau. Tử vi tháng 5 âm lịch 2024, con đường tài lộc của tuổi Mậu Tuất cũng không thực sự hanh thông, người tuổi Mậu Tuất khó nhận được các hoảng lãi lời. Vì thế, hãy tập trung vào các công việc chính để có thể đảm bảo đồng ra đồng vào, không mắc thêm lỗi khiến mình phải lấy tiền ra đền bù thiệt hại. Người làm kinh tế cần cởi mở hơn trong suy nghĩ, tư duy làm ăn của mình. Nếu bạn cứ mãi đi theo lối mòn thì bạn sẽ nhanh chóng tụt hậu so với đối thủ, thị trường luôn luôn vận động. Vì thế, bạn không nên đứng yên một chỗ. Có thể quá trình làm ra tiền sẽ khá vất vả, song đến khi gặt hái được trái ngọt, bạn sẽ cảm thấy những gì mình bỏ ra hoàn toàn xứng đáng. Với người làm công ăn lương, hãy cố gắng hoàn thành cho tốt các nhiệm vụ được phân công, như vậy thì khoản tiền lương đổ vào trong túi bạn vẫn sẽ đảm bảo. Nếu có thể, hãy dành thời gian học thêm những kiến thức mới, như vậy sẽ hữu ích cho tương lai của bạn sau này. Thiên Đức Cát Tinh cho thấy, thực chất tuổi Mậu Tuất vẫn có cơ hội phát triển trong tháng này, chỉ cần bạn quyết tâm và cố gắng mà thôi. Có thể sự chăm chỉ của bạn sẽ gây ấn tượng tốt với quý nhân, đối phương sẽ giới thiệu cho bạn những cơ hội đáng để thử sức. Khẩu quyết, những người biết nắm bắt cơ hội sẽ đạt được rất nhiều lợi nhuận. Quý nhân, tuổi Hợi, tuổi Tỵ. Tiểu nhân, tuổi Dậu, tuổi Dần. Màu sắc may mắn, màu trắng, màu xám. Con số may mắn, 83, 30, 19. Tiếp theo chương trình là phần luận giải chi tiết từng tuần trong tháng 5 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Tuất sinh 1958. Quý khán giả cùng theo dõi để nắm bắt vận trình của mình sẽ ra sao nhé. Tử vi tuần đầu tiên tháng 5 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Tuất sinh 1958. Xem tử vi tuần của 12 con giáp cho thấy, công việc trong tháng 5 âm lịch này của tuổi Mậu Tuất tiến triển khá thuận lợi.
đầu xuôi đuôi lọt, nhìn chung, gặt hái không ít thành quả tốt lành nhờ có được thiên đức cát tinh soi đường, chỉ lối. Tuổi Mậu Tuất tư duy thêm nhạy bén, hành động quyết đoán, chuyên nghiệp, không khó để thăng tiến trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, quý nhân trong tuần này mang tới sự hỗ trợ lớn lao. Nếu gặp khó khăn có người giúp đỡ, không phải đơn thương độc mã. Có điều tuổi Mậu Tuất có tính cách cái tôi khá lớn, dễ thay đổi, khó mà ổn định trước tuổi trung niên. Vì thế khi công việc khó tiến triển, bản mệnh nảy sinh tâm lý chán nản, muốn thay đổi môi trường làm việc để thử sức với lĩnh vực mới công việc mới. Nói đi cũng phải nói lại, có lẽ đó chỉ là cảm giác chán nản tức thời, hãy dành thời gian để xem xét vấn đề mình đang gặp phải. Bản mệnh sẽ thấy mọi thứ vẫn đang diễn ra bình thường, chỉ vì bạn quá cả nghĩ thôi, nhiều người mong như bạn chưa chắc đã được đâu, nên học cách quý trọng những gì đang có. Xem tử vi tháng 5 âm lịch, tài vận của người tuổi Mậu Tuất có xu hướng tăng nhẹ, người kinh doanh, buôn bán tất bật với nhiều đơn hàng. Nhìn chung lợi nhuận thu về xứng đáng với công sức bỏ ra, cứ làm rồi sẽ được hưởng, không đi đâu mà thiệt. Với người làm công ăn lương, thu nhập trong tháng tăng lên trông thấy, có thể là đề xuất tăng lương được chấp thuận hoặc bản mệnh kiêm nhiệm một vài công việc phụ khác, tiền hết rồi lại có, không lo túng thiếu. Đây là phương vị vượng tài khí, đặt biểu tượng rồng phong thủy tại khu vực này, sẽ kích hoạt tài khí vượng, tài lộc dồi dào, tuổi Mậu Tuất dễ gặp may mắn về tiền bạc hơn. Về phương diện tình duyên, người tuổi Mậu Tuất trong tháng 5 âm lịch, bản mệnh đón hỷ khánh cát lành, trong nhà, ngoài ngõ có chuyện vui, gia đạo yên vui, gia đình trong ấm ngoài êm, tạo nền tảng tinh thần vững chắc để mọi thành viên trong nhà phấn đấu cho sở thích, mục tiêu cá nhân. Nhờ có thiên đức cát tinh, lại thêm quý nhân đưa đường chỉ lối, nhân duyên của tuổi Mậu Tuất ngày càng vượng, đôi lứa yêu thương mặn nồng, tình cảm gắn bó. Người độc thân tình cảm phát triển nở rộ, sớm gặp được người trong mộng, tình yêu cứ thế thăng hoa, có cản cũng không nổi. Về phương diện sức khỏe, xem tử vi tuổi Mậu Tuất tháng 5 âm lịch, nguyệt lệnh lâm tử ảnh hưởng rõ rệt đến phương diện sức khỏe. Biểu hiện là những dấu hiệu bất thường như các cơn đau nửa đầu dữ dội, đau vùng bụng, thắt lưng, nên sắp xếp thời gian để đi kiểm tra sức khỏe càng sớm càng tốt. Tử vi tuần thứ 2, tháng 5 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Tuất sinh 1958. Xem tử vi tháng 5 âm cho thấy, con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mậu Tuất không được thuận lợi cho lắm, bản mệnh hay thay đổi, không xác định được rõ ràng mục tiêu của mình, hễ thấy khó khăn là dễ lùi bước, nên không đi được đến bước cuối cùng. Con giáp này thiếu sự kiên trì và quyết tâm, khiến cho công việc có phần bấp bênh, không được ổn định cho lắm. Những người tuổi này cần phải xác định lại mục tiêu, phương hướng phát triển sự nghiệp của mình, nếu không sẽ chỉ dậm chân tại chỗ, thậm chí là đi lùi nữa, chớ nên đưa ra bất cứ quyết định nào vội vàng. Cần phải bình tĩnh để có sự lựa chọn sáng suốt nhất, bước đường sự nghiệp càng khó khăn thì càng phải thận trọng hơn. Mộc dục khiến tinh thần con giáp này bất ổn, bản mệnh có thể xin thêm lời khuyên của những người đi trước. Người tuổi Mậu Tuất đang có phần ưa hưởng thụ quá đà, tiền bạc kiếm được không nhiều, không tiết kiệm thì tiền vào nhà cũng như muối bỏ bể, bản mệnh tiêu nhiều tiền cho những thói quen phù phiếm, những sở thích có phần hào nhoáng quá mức, không thích hợp với điều kiện hiện tại của bản thân. Đó là chưa kể đến chuyện công việc của tuổi Mậu Tuất trong tháng 5 âm lịch này khá bấp bênh, thu nhập cũng không được ổn định. Cứ mãi bóc ngắn cắn dài thì chắc chắn sẽ có lúc lâm vào cảnh túng thiếu, nợ nần, vay mượn khắp nơi. Về phương diện tình duyên, điểm sáng trong tử vi tháng này của tuổi Mậu Tuất có lẽ là đường tình duyên. Con giáp này được một dục trợ lực nên đào hoa khởi vượng, dễ tìm được một nửa dành riêng cho mình. Sức hấp dẫn của bản mệnh trong thời điểm này là điều không thể phủ nhận được. Người khác phải dễ dàng bị cuốn hút bởi sự vui vẻ, lạc quan của con giáp này. Đó là chưa kể đến việc tuổi Mậu Tuất luôn chú ý chỉnh chu vẻ bề ngoài của mình, tạo cho mình dáng vẻ đẹp đẽ nhất. Con giáp này cũng khá lãng mạn, biết tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ giữa hai người, quan hệ vợ chồng càng ngày càng nồng nàn, thắm thiết. Cũng nhờ vậy, vợ chồng hòa hợp, gia đình hạnh phúc, đó là điều mà bao người mơ ước, nhưng những người cầm tinh con chó lại may mắn có được trong bàn tay. Tuy nhiên, con giáp này cũng cần phải giữ khoảng cách với người khác phái, nếu là người đã có nơi có chốn, chớ nên để cho đối phương lầm tưởng về tình cảm của mình, để người bên mình cảm thấy bất an. Về phương diện sức khỏe, trong thời gian này sức khỏe không phải là vấn đề mà tuổi Mậu Tuất quan tâm hàng đầu. Con giáp Mậu Tuất vẫn giữ được cho mình tinh thần lạc quan, vui vẻ. Dù có nhiều áp lực đè nặng lên vai, tuy nhiên, bạn cũng cần tìm cách giải quyết sớm những vấn đề tồn đọng, tránh để đêm dài lắm mộng, có thể gặp phải sự cố, tai họa bất ngờ. Tử vi tuần 3, tháng 5 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Tuất sinh 1958. Có thể sự thiếu dứt khoát của con giáp tuổi Mậu Tuất trong những thời điểm quan trọng
sẽ khiến những người xung quanh khó chịu. Quá nhiều nỗi lo lắng cùng trở ngại tinh thần nên họ trở nên vô cùng nhút nhát. Thế nhưng, ít ai thấu hiểu những vấn đề mà bản mệnh vốn gặp phải. Thực ra bạn là người có năng lực và có nhiều điều kiện hậu thuẫn, nhưng vấn đề trong quá khứ đang ám ảnh bạn. Có những người vốn từng bị thất bại nên họ ngại bắt đầu lại. Như con chim luôn sợ cành cong vậy, tuổi Mậu Tuất không cần thêm lời trách mắng, vì lúc này bản mệnh rất muốn nghe những lời động viên từ bạn bè, người thân của mình. Công việc đội nhóm có thể gây cản trở cho bạn, vì nhiều lần hiểu nhầm ý của mọi người xung quanh. Để giải quyết, bạn hãy chịu khó ghi chép hoặc hỏi lại đối phương nếu chưa hiểu rõ lời nói của họ. Về phương diện tài chính, căn cứ vào tử vi tháng 5 âm lịch của 12 con giáp, về mặt tài chính của con giáp tuổi Mậu Tuất trong tuần này có dấu hiệu khởi sắc. Cho dù bạn không quá tập trung, có thể những kết quả bạn đang đạt được trong thời gian này là nhờ nỗ lực từ trong quá khứ. Sao Thiên Phúc cũng đang thúc đẩy cho tuổi Mậu Tuất cải thiện vận may, có thể phát tài phát lộc trong thời gian này đấy. Thế nhưng, nếu chỉ mới có chút lộc mà khoe mẽ là điều không nên chút nào, bạn nên dành tiền để tiếp tục tái đầu tư nhé. Người tuổi Mậu Tuất cũng nên hạn chế những tình huống móc hầu bao không quá cần thiết. Nếu khả năng tài chính không cho phép, bạn không cần phải ép mình. Ngoài ra, bạn đừng quên thử nhìn mọi thứ xung quanh bằng một góc nhìn cởi mở hơn. Bạn có thể tìm được lỗ hổng trong chi tiêu hoặc tìm được cách tăng thu nhập dễ dàng, chỉ là bao lâu nay bạn quá lười để quan tâm tới chúng mà thôi. Về phương diện tình duyên, ngũ hành xung khắc, dự báo tình cảm của con giáp tuổi Mậu Tuất thời điểm này có nhiều vướng mắc, tình cảm đôi lứa cũng không đạt được mong muốn. Bạn cần hiểu rằng, không có cuộc sống nào là hạnh phúc toàn diện. Nhưng đừng bi quan nhé, vì sự xa cách hiện tại chỉ là tạm thời mà thôi. Đôi khi để đạt đến thành tựu mong muốn, chúng ta đều phải trải qua không ít khó khăn và phải đối mặt với trở ngại. Những người tuổi Mậu Tuất cũng không thể phủ nhận nguyên nhân có thể xuất phát từ bạn. Khi bạn xa cách và có xu hướng trốn tránh thể hiện cảm xúc, vì thế, chính bạn cần cho phép bản thân mở lòng với tình yêu và các mối quan hệ khác. Về phương diện sức khỏe, vấn đề sức khỏe của con giáp tuổi Mậu Tuất lúc này không được lơ là, vì thực tế cho dù mọi người nhìn vào và nhận xét rằng bạn khỏe mạnh, nhưng thực tế bạn lại có thể mắc bệnh liên quan tới tinh thần, ví dụ như việc ăn không ngon, khó ngủ, nhất định không nên xem thường và cho rằng chỉ cần uống thuốc là xong. Bạn phải biết giải tỏa bớt căng thẳng thì mới dễ ăn dễ ngủ, chứ phụ thuộc quá vào thuốc thì không phù hợp chút nào. Nếu trước đây bạn không có thói quen ăn hoa quả và nhiều rau, thì ngay lúc này có thể bắt đầu. Hãy xem đây là việc bạn đang khởi động một thói quen tốt để chăm sóc cơ thể mình mà bạn đã bỏ bê bấy lâu nay rồi đấy nhé. Tử vi tuần cuối cùng của tháng 5 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Tuất sinh 1958. Người tuổi Mậu Tuất khó có thể đạt được bước phát triển đáng kể nào trên phương diện sự nghiệp trong tuần này. Thực ra đây là chuyện mà chính bạn cũng đã có thể lường trước được. Nguyệt lệnh lâm tử khiến bạn có những suy nghĩ bi quan, chán nản, không muốn tiếp tục cố gắng vì mục tiêu cao xa. Bản mệnh an phận thủ thường và chỉ cổ vũ bản thân để hoàn thành cho đúng những công việc được giao, không có tham vọng cạnh tranh với đồng nghiệp hay tranh giành cơ hội được cấp trên giao phó. Vì các mối quan hệ xã giao không rộng rãi, nên bạn thường tự làm việc một mình, không nhận được sự giúp đỡ hoặc chỉ dẫn của người khác. Đôi khi những khó khăn xuất hiện bất chợt có thể khiến bạn cảm thấy sờn lòng và lạc mất phương hướng. Tuy nhiên, nếu bạn biết thay đổi thái độ của mình khi đối diện với các vấn đề trong sự nghiệp, thì các tinh thiên đức vẫn sẽ giúp bạn có cơ hội khẳng định bản thân. Hãy mở lòng hơn khi tiếp xúc với người mới, việc mới, bạn sẽ có thêm được những mối quan hệ, những kiến thức mới mẻ, hữu ích để áp dụng vào công việc của mình. Khi nhận ra mọi việc không phát triển theo định hướng mà mình mong muốn, bạn cũng không nên có những suy nghĩ bi quan, tiêu cực. Con giáp này cần liên tục nhắc nhở mình tiếp tục tiến lên, không nên vội vàng đầu hàng nghịch cảnh, bạn hoàn toàn có thể xin lời khuyên nhờ sự trợ giúp của mọi người xung quanh. Về phương diện tài lộc, xem tử vi tháng 5 âm lịch cho thấy, cận trình tài lộc của người tuổi Mậu Tuất tuần này không có những biến động đáng chú ý. Bạn vẫn có thể thu được một khoản tiền lương hoặc tiền lãi ổn định, song không nhiều, cơ hội phát tài gần như là không có. Với người làm ăn kinh doanh, bạn vẫn đi theo những lối mòn quen thuộc, những công việc đã làm quen tay, nên khó thu hút được những đối tượng khách hàng mới, thậm chí vì chậm thay đổi, chậm thích nghi mà bạn có thể để cơ hội rơi vào tay của người khác. Với người làm công ăn lương, bạn khó ghi điểm trong mắt cấp trên, may mắn không phạm phải lỗi lầm nên tiền lương, tiền thưởng không bị ảnh hưởng, bạn làm bao nhiêu thì được hưởng bấy nhiêu, hiếm có người giành được cơ hội phát tài lớn. Về phương diện tình duyên, có thể thấy rằng con đường tình duyên của người tuổi Mậu Tuất cũng khá ảm đạm, bất kể bạn còn độc thân hay đã tìm được nửa kia của mình. Bạn cần nhìn nhận lại bản thân, từ đó có hướng sửa chữa hoặc thay đổi cho phù hợp.
Với các cặp vợ chồng, mối quan hệ đôi bên trở nên xa cách rõ ràng khi không ai muốn chia sẻ, tâm sự với ai. Bạn thường giấu những suy nghĩ, buồn phiền của mình ở trong lòng, khiến bầu không khí gia đình trở nên trầm lắng và căng thẳng hơn. Con giáp này nên thử mở lòng hơn và nói cho người ấy biết những điều mà bạn đang nghĩ, đang cảm nhận. Như vậy thì đối phương mới hiểu thêm về bạn, có cách để cùng bạn vượt qua khó khăn. Về phương diện sức khỏe, xem tử vi tuần tháng 5 âm lịch của Mậu Tuất thấy rằng, may mắn là tình hình sức khỏe của người tuổi Mậu Tuất vẫn khá ổn định. Dù mọi việc tiến triển đều đều, nhưng đôi khi vẫn khiến bạn cảm thấy ủ rũ hoặc nhàm chán. Con giáp này nên cổ vũ bản thân tham gia vào các hoạt động tập thể nhiều hơn, bởi rất có thể bạn sẽ tìm ra người có tiếng nói chung với mình ở đó. Hơn nữa, khi vận động, bạn sẽ cảm thấy vui vẻ, lạc quan, tích cực hơn. Thưa quý khán giả thân mến, trên đây là phần luận đoán tử vi chi tiết tháng 5 âm lịch 2024 tuổi Mậu Tuất sinh 1958. Video xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý khán giả trong các chương trình hấp dẫn và bổ ích sau trên kênh Minh Đường Tử Vi. Chúng tôi luôn có mặt ở đây và đồng hành bên cạnh quý khán giả, chữa lành những tổn thương và vạch ra một tương lai tươi sáng. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.